Rồi bây giờ Xuyến chuẩn bị đồ đi đám giỗ ông nội ha. Đây là thịt luộc nè. Nước trộn. Nước chua ngọt ha, giấm. Ê Xuyến Hà, đổ. Đổ không? Với mẹ bỏ vô nha. Mẹ bỏ vô nè. Rau nè. Chuẩn bị đầy đủ ha, rồi bánh tráng hay cuốn. Giờ bỏ sân hài vô túi luôn ha. Bỏ mẹ đi sân hài, bỏ mắm vô. Bỏ vô cho mẹ đi. Bỏ mắm vô cho mẹ đi con. Ba sơn kẹo. Ba sơn kẹo rồi bỏ nó vô cái bịch. Mắm chua nè. Ừ. Đây là mắm tôm. Mắm tôm đu đủ. Đây là kim chi. Kim chi đồ chua. Mấy cái hũ nhỏ này là cái nào cho bỏ vô đây luôn nha mẹ. Bỏ vô đây hết để cho. Bỏ vô đây lên trển rồi chia lại. Trời ơi, mất hai sạn đồ. Vậy ba sơn đi hả? Sao đây ba sơn kẹo con. Ba sơn rồi bỏ nó vô vỏ. Nó là làng. Thì còn bánh ít nè. Bánh ít để đổ vô đi trên. Để bỏ nó chặt ra. Dạ. Đây cha thì chuẩn bị quá trời rau. Sách rau đi đám giỗ rồi sách rau biếu cho bác Năm với cô Sáu nữa. Rồi đây, chị Sang Ca còn mớ nào trứng nè. Trứng vịt cho bác Năm. Rồi có phần này thì Xuyến với mẹ chuẩn bị từ qua nay rồi bánh với mắm thịt luộc. Rồi giờ chuẩn bị hành lý ha. Rồi tạm biệt cô chú nha.